Thưa quý vị, các đồng chí, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Công an, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Long An đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai trong toàn lực lượng về công tác phòng chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng chống dịch bệnh, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngay sau hội nghị trực tuyến của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp, tập trung lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 hiệu quả nhất. Xác định công tác chống dịch bệnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách với tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương quan tâm quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến từng cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh, hiểu biết về tác nhân gây bệnh, đường lây truyền và cách phòng tránh dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Nâng cao tinh thần, nhận thức trong công tác phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất trong toàn lực lượng công an, trang bị khẩu trang, găng tay và các dụng cụ bảo hộ cho cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ, nhất là các lực lượng tiếp xúc trực tiếp với người dân. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Công an tỉnh, Phòng hậu cần Công an tỉnh chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ và sẵn sàng ứng phó kịp thời theo từng cấp độ khi có dịch bệnh xảy ra. Tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh về cái sự nguy hiểm cũng như sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, thường xuyên cập nhật những cái thông tin về dịch bệnh của công an các đơn vị địa phương, tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn y tế công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác giám sát và chẩn đoán bệnh cũng như cái điều trị bệnh theo cái hướng dẫn, tổ chức phun thuốc diệt khuẩn. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, chú trọng công tác quản lý nhân hộ khẩu, phối hợp lực lượng y tế tăng cường giám sát, phát hiện để cách ly y tế đối với người có nguy cơ lây nhiễm ngay từ cơ sở, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, thông tin đến người dân những biện pháp chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Cảnh sát kinh tế, công an tỉnh và công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi buôn lậu, đầu cơ các mặt hàng vật tư, bảo hộ y tế, phòng chống dịch bệnh. Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và công an các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các huyện biên giới, nắm sát tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa bàn giáp biên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định về xuất nhập cảnh, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, xử lý nghiêm những trường hợp đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Hàng ngày là tiến hành rà soát, rồi là bây giờ lên danh sách cập nhật số liệu tình hình người nước ngoài đang lưu trú hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó là tập trung đối với số người nước ngoài là xuất phát từ cái vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam. Đơn vị đã tiến hành kiểm tra được 13 cái doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài, trên tổng số là 282 lượt người nước ngoài, tiến hành là rà soát được là 26 chuyến bay trên tổng số là 2.981 lượt người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài. Những chuyến bay này là có cái người nhiễm bệnh COVID-19. Qua cái rà soát thống kê này thì phát hiện trên cái địa bàn tỉnh Long An thì có 7 trường hợp là công dân của tỉnh đi trên các chuyến bay, thì qua đó thì đã phối hợp với các cái ngành chức năng đưa đi cách ly tập trung theo cái quy định, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cái lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế tại các cái cửa khẩu, là tiến hành rà soát lọc danh sách là cái số công dân Việt Nam nhập cảnh từ Campuchia về, để tiến hành là bây giờ thực hiện cái khai báo y tế, rồi bây giờ đo thân nhiệt, rồi đưa đi tập trung cách ly ở những cái điểm tập trung của tỉnh. Thì tính tới thời điểm hiện nay thì đã đưa đi cách ly là 342 trường hợp công dân Việt Nam
nhập cảnh từ Campuchia về. Tại trụ sở làm việc công an tỉnh, công an các đơn vị ngoài trụ sở công an tỉnh và công an các địa phương đều bố trí nơi rửa tay, nước xịt khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho người dân khi đến giải quyết công việc. Cán bộ chiến sĩ khi đến cơ quan làm việc đều được kiểm tra thân nhiệt 2 lần vào đầu mỗi buổi sáng và chiều. Theo đó, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực cổng trụ sở kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn. Mỗi cán bộ chiến sĩ tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, tự giác phòng chống dịch bệnh. Về tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ chiến sĩ trong công an thành phố, đảng ủy, ban chỉ huy công an thành phố ngoài văn bản chỉ đạo đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt tất cả các quan điểm chỉ đạo của đảng, của ngành về các công tác phòng chống dịch với tinh thần là chủ động, sẵn sàng và tham gia huy động lực lượng, đặc biệt là tinh thần chủ động trong cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác phòng chống lây nhiễm tại cơ quan, đơn vị, gia đình và cộng đồng dân cư nơi sinh sống. Ngoài cái trang thiết bị vật tư y tế do công an tỉnh cấp, ban chỉ huy công an thành phố đã tự mua 2.500 cái khẩu trang để cấp cho lực lượng trực tiếp và toàn thể cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là chú ý đến công tác là tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhân dân. Cũng theo chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, tăng cường cán bộ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự 24/24 giờ tại 4 cơ sở của tỉnh. Đặc biệt, công an huyện Bến Lức thành lập tổ công tác phối hợp lực lượng quân sự, các ngành có liên quan làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung trường quân sự huyện Bến Lức. Công an huyện đã bố trí 20 đồng chí trực 24/24 giờ, đồng thời đã tổ chức một tổ ứng trực tại công an huyện để khi có tình hình đột xuất thì ứng phó kịp thời. Để đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở điều trị của khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Mộc Hóa, giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện Tân Thành, Thành Hóa, thị xã Kiến Tường hỗ trợ lực lượng tăng cường cho công an huyện Mộc Hóa. Nhằm định hướng dư luận, tránh hoang mang cho người dân làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua công an các đơn vị địa phương tăng cường phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng. Tình hình dịch bệnh hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước đã bước sang giai đoạn mới với nhiều khó khăn thách thức hơn. Lực lượng công an nói chung, công an Long An nói riêng đang nỗ lực hàng ngày, hàng giờ, chung sức cùng toàn đảng, toàn dân phòng chống dịch bệnh. Qua đó giúp nhân dân yên tâm, tin tưởng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19.